Chắc không đi là lỗi, chắc tính dư không, bấm dư, bấm máy bấm dư không. Nói cái gì? Nói xấu tôi. Tôi biết đó. Hai chiếc. Thêm được hai không? Nhìn. Ổn thấy cơ không? Không. Xe kia đi gì? Lấy xe kia đi. Lấy xe. Lấy xe. Mấy lần rồi. Anh xịt phan còn bị quýt nữa. Khúc à, để đâu rồi Dũng? Đó, đó đây. Để đây nè. Mấy đứa ở đâu? Bánh đò. Bánh đò khác hả? Đăng lên một cái chủ nợ nó bu răng răng.
quên luôn rồi. Em trai con là Nguyễn Minh Nhật, tuổi Sửu 24 tuổi. Ở đây là ăn mì thì bà thôn.